Xin chào mọi người nhé. Thì hiện tại tôi đang có mặt tại thị trấn Đồng Văn, tỉnh Hà Nam để lắp đặt cho khách hàng một trạm rửa xe kết hợp làm lốp. Thì hiện nay xe cẩu của chúng tôi đang tiến hành hạ hàng xuống nhé, để hoàn thiện tất cả các khâu chuẩn bị trước khi lắp đặt. Thì hiện tại thì đã hạ hàng xong. Thì thiết bị bao gồm là một cầu nâng ấn độ một trụ này, hai máy rửa xe áp lực cao 3 pha này, một máy ra vào lốp. Model là GS24E nhé. Các bạn kỹ thuật đang tiến hành bỏ gỗ ra và chuẩn bị lắp đặt. Đây là bình chứa dầu Ấn Độ của cầu nâng một trụ. Sau đây chúng tôi tiến hành hạ ti ben cầu nâng này. Ti ben này có chiều dài là 2m27 nhé. Tính từ cốt không xuống mặt đáy là 2m27. Kỹ thuật của chúng tôi đang tiến hành căn chỉnh. Kỹ thuật đang tiến hành lắp ống kẽm vào ti ben và lấy thăng bằng. Sau khi đã lấy được thăng bằng thì chúng tôi tiến hành đổ cát để cố định ti ben. Chúng tôi đã tiến hành đấu nối xong ống kẽm này vào bình dầu và ra ti ben cầu. Công việc còn lại bây giờ chỉ là lắp mặt cầu và bơm dầu vào thôi. Sau khi kết nối xong thì chúng tôi tiến hành bơm dầu thủy lực vào bình chứa dầu. Sau khi chuẩn bị mọi thứ ok hết thì chúng tôi tiến hành lắp bàn nâng vào ti ben cầu. Khâu này cũng rất là quan trọng. Khi hoàn thiện thì chúng tôi tiến hành đổ bê tông lên mặt ti ben cầu để cố định cầu, cố định đường ống dầu. Kỹ thuật chúng tôi đang tiến hành lắp đặt máy ra vào lốp. Hãng Maybet, model là GS24E nhé. Thì dòng này có mâm lên tới 24 inch. Các bạn có thể làm được xe du lịch, xe tải nhỏ. Anh khách hàng thì bố trí hai máy rửa xe trên cao nhé. Đây anh em, đường nước, đường điện thì chúng ta sẽ đi hết lên trên này. Khách hàng bố trí trên cao thì rất là tiện, nhưng mà hơi khó trong việc bảo trì bảo dưỡng máy, cũng như là khi máy gặp trục trặc thì chúng ta phải bắc thang thì rất khó xử lý. Còn ở phía trên này thì khách hàng sẽ lắp một cái rulo hơi.
Còn ở phía này thì khách hàng lắp một cái tay quay 360 độ để thuận tiện cho việc rửa xe. Sau khi lắp máy rửa xe xong thì kỹ thuật chúng tôi tiến hành lắp tay quay 360 độ. Đây là khu vực rửa xe, đường xe vào đây này. Kết nối hai máy rửa xe vào tay quay 360 độ thì tránh được cái dây của mình nó sẽ không bị chạm đất. Và bây giờ cũng gần cuối ngày rồi thì công ty mình cũng đã hoàn thiện 99% rồi, chỉ còn việc thử máy và bàn giao cho khách nữa thôi. Thì các bạn cùng mình vào xưởng để xem qua những cái máy móc thiết bị mà bên mình cung cấp cho xưởng nhé. Đầu tiên là đường vào này. Đường vào thì khách hàng lắp một cầu nâng Ấn Độ, một trụ hiệu Senox âm nền. Còn ở phía trên thì khách hàng đặt hai máy rửa xe cao áp 3 pha. Kỹ thuật của bên mình đang hoàn thiện nốt đường nước, đường điện. Đây là bình dầu và tay khóa cầu để điều khiển cầu nâng một trụ nhé. Thì khách hàng có làm cái đường hơi bằng ống phi 25, ống hàn nhiệt, nhiệt nóng thì sẽ rất là bền. Đây là máy ra vào lốp. Thì máy ra vào lốp này cái model là GS24E. Các bạn có thể quan sát. Thì cái dòng máy ra vào lốp này nó có thể lên tới lốp làm lốp được 24 inch. Đó. Các bạn có thể làm được cả xe tải nhỏ. Đi sâu ở phía trong này là ổ điện, đây là hộp điện. Thì được bên mình lắp đặt cũng rất là cẩn thận. Hai máy rửa xe này, một máy nén khí này. Thì mỗi thiết bị đều được đấu với một aptomat riêng. Còn bên trong này thì khách hàng định là mở phòng phủ ceramic đánh bóng. Ở phía trong này thì khách hàng đặt máy hơi là máy hơi Hitachi của Nhật Bản, máy hơi giảm âm. Được kết nối với bình 500 lít. Tất cả những cái đường hơi, đường điện thì được đấu nối rất là cẩn thận. Và khách hàng có lắp thêm một cái bộ tách nước ra khi sử dụng thì tránh bị nước vào cầu. Có bật lên chạy lại không? Kỹ thuật bên mình đang lắp một cuộn Zulo hơi và điện. Thì tất cả cũng sắp hoàn thiện rồi. Và phía trên này thì khách hàng có lắp thêm tay quay rửa xe 360 độ. Thì các bác thợ xây đang hoàn thiện nốt phần móng cầu.
Thì ở phía trên này khách hàng định mở thêm một tiệm cà phê nhỏ nhỏ. Thứ nhất là để kinh doanh, thứ hai là để phòng tiếp khách ở trên đấy. Phía ngoài mặt đường thì rất là rộng, thoải mái cho các bạn, cho khách hàng đỗ xe. Các bạn có thể nhìn tổng quan xưởng của khách hàng. Thì tất cả những cái thiết kế này thì bên mình đều hỗ trợ cho khách hàng. Rồi phần in biển bảng quảng cáo, hỗ trợ đào tạo sau bán hàng. Thì tất cả những cái dịch vụ đấy thì bên công ty mình đều hỗ trợ miễn phí.